Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ vào bếp làm món giò heo nấu đậu. Món này thì có rất là lâu rồi, rất là quen thuộc với mỗi gia đình của người miền Nam mình á, mà mình ít có thấy ai chia sẻ. Hôm nay mình hỏi má mình học cách này nè, sẵn làm ăn rồi mình chia sẻ đến các bạn luôn ha. Nếu bạn nào thích thì hãy vào bếp làm với mình ha. Ở đây mình có chuẩn bị làm cái giò heo. Món này mình cũng có thể nấu với là sườn heo, nên mình chuẩn bị thêm là sườn heo và đậu phộng nấu rồi, và táo đỏ, nấm mèo, nấm đông cô, và củ cà gót, củ hành tím. Bây giờ thì mình sẽ đi ướp ha. Ở đây thì mình đã có là bột ngọt với hạt nêm, thì mình thêm một miếng nước mắm. Mình ướp này để cho nó thấm khoảng một tiếng á, rồi mình sẽ đem chiên. Mình cũng cho thêm một miếng xì dầu. Gia vị ướp thì mình đã có là hạt nêm, bột ngọt với xì dầu, nước mắm rồi, thì mình trộn với tỏi với hành băm. Mình trộn lên cho đều hết thì mình ướp ở trong cái giò này ha. Mình ướp đây cho nó thấm khoảng từ 45 đến 1 tiếng á, đợi cho nó thấm cái điều mình đã đem chiên. Xong rồi thì cái sườn này nè, cái phần sườn này nè mình cũng ướp giống cái gì. Bây giờ mình sẽ đem ngâm cái nấm này ha, ngâm cho nó nở hồi nữa mình sắc ra mình xào. Còn đậu phộng thì ở đây mình có nấu rồi, bạn nào mà không thích ăn đậu phộng thì mình bỏ vô cái loại mà đậu cút trắng á. Còn củ cà gót này bạn nào thích thì để, còn không thích thì không có cũng không sao ha. Gia đình mình thì thích ăn củ cà gót này nên mình bỏ thêm gì đó. Mình có thể xay gì nè. Xay hay là bạn nào khéo tay chút thì mình làm bông. Mình thì mình thích ăn xay vậy hơn á. Mình làm thử cái bông đi ha. Đây. Bạn nào thích làm bông thì mình làm, còn không thích thì mình xay. Xay thì ăn nó ngon hơn làm bông á, làm bông thì nó đẹp. Bây giờ nấm của mình nó đã nở rồi thì mình đem cắt cái phần cứng này bỏ ha. Rồi cái nấm này mình thấy bự quá thì mình cắt cho nó ra, ra vừa miếng vừa ăn vậy đó.
Còn cái nấm này nè, nó vừa ăn rồi thì mình khỏi có cắt ra, mình để nguyên gì nè. Rồi đó mình xào luôn à. Bây giờ mình sẽ đi chiên giò heo ha. Trong giò heo của mình thì nó béo rồi nên mình chỉ chiên bằng nước dừa cho nó đỡ ngậy á. Nước dừa nóng rồi mình bỏ vô đây mình chiên. Mình chiên này là chừng nào mà cái giò heo này mình thấy nó săn lại á, với cái màu nó hơi hơi sậm sậm hơn chút xíu là được rồi á. Tại vì hồi nữa mình còn đem qua mình nấu nữa. Mình chiên hồi nãy giờ là khoảng 20 phút á. Bây giờ nước nó cạn rồi, giò heo mình nó cũng vàng vàng gì rồi nè các bạn. Thì giờ mình tắt lửa được rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho vô nồi này miếng đường. Mình thắng cho nó có màu tí xíu thì mình bỏ cái giò heo mình vô á, nấu luôn cho nó có màu cho nó đẹp á. Cái món nấu đậu này nè, mà bạn nào mà thích như nấu gà hay nấu vịt gì mà nấu theo kiểu này nè cũng ngon lắm. Bây giờ nó có màu rồi, bỏ vô đây miếng nước dừa ha. Đường của mình nó có cái màu vàng cánh gián gì nè, thì mình bỏ vô đây thêm một miếng nước dừa rồi mình sẽ bỏ cái giò heo này vô mình nấu ha. Rồi mình bỏ nước lạnh vô, bỏ thêm nước dừa vô đây nếu mình nấu cho nó ngọt ha. Rồi hồi đó mình sẽ nêm nếm sao lại. Giờ mình sẽ đậy nắp lại mình nấu cho nó mềm. Trong khi chờ nó mềm thì mình sẽ đi xào nấm. Đậu phộng này mình nấu rồi nè, bây giờ mình bỏ vô chung luôn mình nấu cho nó mềm thêm cho nó ngon ha. Sau khi mình nấu khoảng 25 phút đó thì thịt này cũng gần chín rồi ha. Nãy mình cũng có bỏ sườn vô đây mình nấu chung luôn nè. Thì mình bỏ vô đây táo đỏ, mình hầm cho nó thơm. Bây giờ mình phi tỏi cho nó vàng rồi mình sẽ bỏ nấm vô đây mình xào ha. Xào gì nè, không cần cho cái cải thì nó chín lá rồi nha. Điện hồi mình còn bỏ trong vô cái nồi đó mình nấu thêm nữa ha. Và cho nó thấm gia vị mình tắt lửa được rồi. Bây giờ nó đã thấm gia vị rồi thì mình tắt lửa ha. Bây giờ cái phần giò heo với sườn này nó đã chín mềm rồi thì mình nêm nếm lại cho vừa ăn nha. Rồi mình sẽ bỏ vô đây
nấm với củ cải mà mình xào hồi nãy đó. Củ hành, rồi mình sẽ đậy lại, mình nấu thêm vài phút nữa cho củ hành với củ cải đều là nó chín hoàn toàn hết thì mình sẽ tắt bếp ha. Sau khi nấu khoảng 50 phút á thì cái giò heo của mình nó đã mềm, nó đã chín rồi thì giờ mình tắt lửa ha. Món giò heo nấu đậu của mình đã xong rồi. Món này rất là ngon, ăn với cơm hay với bún hay chấm bánh mì đều ngon hết. Nếu bạn nào thích thì hãy vào bếp làm cho gia đình dùng thử nha. Chúc các bạn ngon miệng với món giò heo nấu đậu này.